nghi thức xông hơi và tâm khô. Bây giờ sẽ chuyển qua nghi thức tâm lai bằng nước suối cho nó sạch. Tất cả lại đây. Con là con trai của ta, con của tộc trưởng, cho nên con sẽ được lượng nước nhiều hơn người bình thường. Cho nó quyền coi luôn. Thằng Linh ơi, cảm ơn thằng Linh. Được rồi, cảm ơn thằng Linh, không cần lo lắng vậy đâu. Trúng gió rồi. Trúng gió rồi, trúng gió rồi. Suy nghĩ cách nào cứu nó đi. Vậy giờ sao hả tộc trưởng? Ta có cách rồi. Để ta kêu con dơ của nó ra cào gió cho nó. Lady and gentlemen, chúng ta hãy cùng chào đón người phụ nữ duy nhất của bộ tộc Lô Sắc. Amen. Gọi tên của em là Na, để ông được làm mây trong bên em quân quýt mới chẳng rơi. Và khi gọi em là Ma, chẳng thể nhận lại được nữa. Cha ơi, cha gọi con ra đây làm gì vậy? Ai biết đâu, kêu con ra mà con mua hát tao quên luôn rồi. Để tao qua tao hỏi xuống đó thứ coi. Mấy đứa ơi. Dạ. Tao kêu Ami ra đây để làm gì vậy? Không biết. Tao đem qua hỏi con trai tao luôn. Con trai ơi, tao kêu Ami ra đây làm gì vậy? Rồi nó không biết luôn. Thôi vô trong làm lại đi cho nhớ. Dạ. Vì con là con trai của ta, con sẽ được lượng nước gấp đôi người bình thường. Cho nó nguyên con luôn đi. Ta đang nắm một thùng đây nè, mọi người xếp hàng một đi mà, rồi chờ ta phát lá. Mày có lá rồi mày mừng đi, mày có lá rồi mày cười đi, mày có lá rồi mày phải la 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 la. Mày có lá rồi mày mừng chưa, mày có lá rồi mày cười chưa, tụi bay có lá tụi bay mừng chưa, còn tao hết lá. Hết lá luôn rồi cha ơi. Hay quá. Mọi người đều có lá.
chỉ riêng một người phụ nữ duy nhất ở bộ lạc này không có lá. Bộ lạc này sắp tiệt chủng rồi. Mày không thể chết được. Ami, mày không có chết đâu. Mày ăn cái lá của tao đi. Con trai à, nó là vợ của con, nó không bao giờ làm như vậy đâu. Làm xong làm. Ami sống rồi. Ôi Thần Linh ơi, còn đâu là tình nghĩa vợ chồng? Con trai. Cha, ta còn có tình cha. Để ta nghĩ cách cứu con. Nghĩ cách đi. Không cần phải nghĩ cách đâu. Ngày mai bộ tộc hết lá rồi thì cả bộ tộc cũng chết thôi. Bây giờ mình ra ngoài mình hái lá bạc hà đi. Tang đa này là ranh giới của bộ tộc. Bất cứ ai vượt qua nó trong vòng 5 giây mà không quay trở vô kịp là chết không toàn thây luôn. Năm đứa chết hết. Đây. Đi vô đây. Dạ. Còn cách nào khác hay hơn không? Dạ. Ba thằng bay vô đây. Bây giờ con ngày nay giờ con đứa nào không suy nghĩ nữa không? Ban bình luận vô đây. Người ta là của bộ tộc khác. Ta lộn rồi. Bây giờ từ nay tới giờ còn ai nữa không? Còn ai không có cách không? Ta có cách từ sáng giờ rồi. Nhưng mà ta không tiện nói ra. Ta để có cách, con có cách nào hay hơn ta không thôi. Từ lâu ta đã biết cho con ngày hôm nay, cho nên ta đã chuẩn bị ra được một thứ. Mọi người coi đây. Con hiểu rồi. Mọi người ơi, ra đây thắt cổ chết chung nè. Cái gì vậy? Cái này là cái máy dịch chuyển tức thời đó. Nó có thể cứu sống cả bộ tộc này luôn. Nhưng mà ta chưa có sử dụng lần nào đâu. Hôm nay ta sẽ hướng dẫn sử dụng cho các con. Ta cần có hai người cầm hai đầu dây kéo ra thật căng. Con. Rồi, kéo ra, vô đội hình. Rồi, sau đó cần có một người đứng vô cho căng như vậy. Hai người đằng sau, dính. Đó. Cần tụi con hiểu tới khúc này chưa? Một, hai, ba, bốn. Cái gì vậy? Chưa chỉ xong mà. Làm lại đi. Mọi người đã hiểu cách rồi đó. Bây giờ cứ ra một người giỏi nhất bay chuyến bay đầu tiên đi. Tôi để tao đi luôn cho. Con trai à, nếu như lần này tao ra đi không quay trở về được thì con phải thay ta chăm sóc cho bộ tộc này. Dạ. Kita. Hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba. Sao? Trời ơi là trời, 5 năm trời trốn trong rừng đi tìm bộ tộc lô sắc. Ôi, dép đã mòn, chân đã mỏi, mà sao bộ tộc lô sắc đâu vẫn không thấy vậy? Trời ơi là trời. Nào. Bộ tộc lô sắc. Anh trai, cho hỏi ở đây phải là tát vô mặt bây giờ. Tao là con gái nha mày. Chị, ở đây bộ tộc lôi sắc hả chị? Ủa, mày là bộ tộc nào? Tao là... Mọi người ơi, ta về rồi đây. Không được.
người, bởi vì ta đã bỏ đi thời gian quá lâu. Kể từ lúc mọi người bắn ta ra ngoài kia, ta mới biết ngoài đó xã hội người ta văn minh lắm. Hả? Và cái lời tiên tri của tụi mình nó giống như hủ tục vậy đó, không có thật đâu. Mọi người đừng có tin nữa. Nhưng mà ta xin lỗi nha, ngoài kia vui quá ta ăn chơi quên mất đường về luôn. Hôm nay ta có mời Justin Bieber về đây để thay ta nói lời xin lỗi tới mọi người đó. And now I am thank you for saying sorry to my everybody. Ây da, đây nè, cầm cái này bán ra 1 triệu đô la đó. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người. Cái gì? Sao ông giàu quá vậy? Hả? Giàu cái gì, cái chuyện nó bình thường thôi. Ngày xưa giờ ở trong bộ tộc mấy cái này tương đâu đồ bỏ, ra ngoài đường mới biết nó mắc còn hơn kim cương nữa. Bây giờ tao giàu nhất nhì thế giới luôn rồi. Hôm nay tao về đây dắt mọi người đi ăn chơi nè. Cái gì? Khoan, cho hỏi cái, tự nhiên cái tôi vô đây tôi đứng vậy không hả? Rồi đi vậy thôi hả? Mày là ai vậy? À, tôi là cái nhà thám hiểm chuyên đi nghiên cứu những cái vùng đất, những cái nơi, những thôi cái vậy bộ... thích dài dòng quá, đi phượt phải không? À, nói đó. Yên tâm đi, từ nay ta sẽ trao lại cho ngươi cái chức tộc trưởng của bộ tộc Lô Sắc. Có điều cái bộ tộc này có một người thôi. Đi anh em ơi! Cuối cùng cũng tìm được bộ tộc Lô Sắc. Mình làm tộc trưởng luôn. Ủa gì chất quá vậy? Không lẽ người cuối cùng của bộ tộc Lô Sắc Lô là tôi sao? Thần Linh ơi! Em ơi! Dạ, dạ. Nhà hàng mình còn mở cửa không em? Dạ, chị ơi, chị thông cảm nha. Nhà hàng em 30 phút mới đóng cửa rồi chị. 30 phút hả? Dạ. Ê, bây giờ chị ngồi chị ăn đúng 15 phút chị về được. Không kịp hả chị? Tại vì biết sao không? 15 phút là ở trong nấu xong rồi bưng ra cũng dùm ra hả chị? Nhiều khi không kịp chị ăn mất ngàn tội chịu chị lắm luôn nha. Em! Dạ. Chị năn nỉ luôn á. Thật sự em biết chị, em quý chị mà. Nhưng mà thật sự là không được chị. Tại không phải, em không hiểu đâu. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới chị với chồng chị. Chị năn nỉ em đó. Lâu lắm rồi chị mới có dịp đi kỷ niệm ngày cưới với chồng chị. Cho chị xin 15 phút thôi. Chị ăn một cái chị về liền nha. Alo, anh Lộc hả? Em vô nhà hàng anh rồi nhưng mà bây giờ xin lỗi luôn á, tại trễ quá, em ghé trễ quá. Nhưng mà hôm nay chị niệm ngày cưới. Dạ. Chị gọi ai vậy? Chị quản lý nhà. Hồ. Cô quản lý rồi. Phước. Không. Dạ. Em sao vậy? Dạ đâu có, em đang mời khách vô ngồi ăn quán. Chị quá. Trời ơi, sao bữa nay tới trễ quá vậy? Xin lỗi, tại vì có việc nên đợi để... không kịp bây giờ sao, không sao. Ngại quá lắc luôn. Để dùng việc mới, con có biết, chị thông cảm nha. Chị xin lỗi bé. Dạ không sao, em làm được. Trời ơi, em là phục vụ khách tới tận giờ cuối cùng luôn á. Trời ơi, thương quá. Dễ thương chưa? Đó, tại vì không biết chị là khách quen của em thôi. À. Em có chuẩn bị sẵn bàn cho chị rồi nè. Ủa, dạ, đó. Làm phiền tới em quá. Dạ, anh đi ơi, để em tiếp khách cho. Dạ, em làm được. Em ổn, em khỏe. Ok, dạ. Tiếp chị đi nha. Dạ, chị. Hai chị ngồi ở đây luôn đi, ở đây gần nè chị. Đó, hai chồng ngồi cách xa nhau vậy dễ thương lắm. Bé. Dạ. Chị thấy á, cái khung cảnh này nó không có lãng mạn á. Dạ. Không mấy cho chị đi lên lầu đi. Đi. Không, nó nhẹ lên lầu được. Nó tù túng lắm, ở dưới này nó vui hơn. Tù túng? Dạ. Nhưng mà ở đây nó... Chị muốn lên lầu phải không? Chị muốn lên lầu. Để em lên lầu. Được không? Nhìn vậy thôi chứ khỏe lắm. Để em đi cho. Từ từ bé. Bé. Trời ơi, được không? Thôi, được à, em đi được chị ơi. Rồi bây giờ ráng lên. À. Thôi năm mấy chị lên giùm chị mở đèn cho ảnh coi sao trước được không? Dạ thôi chị lên mở đèn giùm em đi chị. Rồi. Dạ, chị lên. Mở đèn đi. Ờ đúng rồi. Em ơi, xuống đây. Mở đèn rồi hả? Không, chị thấy dưới đây nó không khí không? Ở chảnh nó ăn luôn. Chị lên lầu mà mở cái đèn. Cái không lên nữa. Tại ở trển nó không có ai, chị thấy không mình xuống lại đi em. Dạ, không sao đâu chị. Dạ em gửi thực đơn chị coi mà em nhé. Chị mình chọn lẹ tại vì quán sắp đóng cửa chị. À rồi chị cầm. Dạ, chị coi đi nha chị. Em. Chị xin lỗi. Không sao, em khỏe lắm, nhìn em vậy thôi chứ em khỏe lắm. Gì đây? Dạ cá sút me chị.
Dạ em cảm ơn chị. À em cái dịp đó mình ăn cá sốt me nó kỳ lắm. Dạ kỳ. Không, thật sự là cái món nó làm rất là lẹ chị. Rất lẹ hả em? Dạ dạ. Combo đi, combo. Có kèm chai nước suối. Vậy là chị kêu combo đúng combo. Không? Combo. Sao sao? Em sao? Em đi viết thực đơn cho chị nha. Dạ dạ. Em chết. Bé. Không sao, em khỏe, em khỏe. Chị quên tắt đèn trên lầu. Thôi để em tắt cho hơi khổ. Chị hả? Để em tắt cho. Để em tắt hả? Nhiệm vụ của em đi làm mà. Chứ mà chị đi làm đâu. Chút chiều buổi tối lãng mạn. Em, bác sĩ đã nói là em phải nghỉ ngơi. Dạ dạ. Em ổn không? Dạ dạ, thật ra em ổn anh. Em bình thường không sao hết á. Rồi, vô kêu món đi. Em ơi, một vô. Dạ ha. Dạ dạ, em mời vào ạ. À. Anh xin lỗi, tới trễ nha. Trời trời, mà làm gì trễ dữ vậy? Ôi, thông cảm đi, tiếp khách, công việc đột xuất. Nhưng mà hôm nay anh biết ngày gì không? Ngày gì? Ngày bình thường đi ăn uống nha, một bữa thôi, kêu lẹ menu đi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới đó. Anh nhớ chứ. Ăn đi, ăn. Phục vụ ơi. Dạ. Chị nói nghe nè. Quán em đóng cửa rồi chị ơi. Ủa? Dạ, thì hôm nay quán em là có khách đặt là riêng á. Ủa? Hả? Kêu hai người. Ủa? Cái này quen bạn của ông xã chị. Chắc Quỳnh gặp anh có chuyện. Quỳnh có chuyện gì ở công ty hả? Không có, tại vì em thích cái ăn nhà hàng này á. Mà bữa nay tình cờ chắc mình ăn chung luôn ha. Thì anh thì... Dạ, không sao, em ngồi đi, không sao hết trơn. Dạ. Ý, phục vụ ơi, cho chị thêm cái chén với đôi đũa ha. Dạ. Quá, thông cảm, nó mới bị tai nạn. Anh đã nói rồi là em không thể nào làm tiếp tục được nữa. Nghỉ ngơi đi. Dạ dạ, không sao đâu, không. Anh em mới vô làm mà. Em làm được, Em ổn không? Em ổn. Lấy chén đũa cho khách đi. Món của anh chị đây à? Này kỷ niệm. Kỷ niệm. Em biết rồi. Hả? Kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chị đúng không? Ủa sao em biết? Tại hồi nãy đi họp với khách hàng ha, em coi được cái điện thoại của ảnh, tin nhắn của chị á. Tin nhắn trên điện thoại của ảnh. Không sao, để vậy nè, màn hình ở ngoài rồi nhìn nhiều khi thấy không có gì. Phục vụ, anh nói nghe nè. Dạ. Bữa nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng anh á, có thể mở cho anh bài nhạc lãng mạn được không? Vậy được, anh về chỗ đi. Cảm ơn em. Em đi mở nhạc. Ăn mọi người ăn nha, ăn nha. Mở nhạc ạ. Em ăn. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Em ơi. Em ơi. Đang chờ nhạc. Kỷ niệm ngày cưới. Tại là Em ăn đi Quỳnh. Dạ. Anh cắp cho Quỳnh đi. Dạ. Nghe lạnh lẽo quá hai chị ha. Em ơi, chị đi tới ba mình lẫn em ơi. Dạ, tại em sợ ngày cưới chị bị cô đơn, em mở cái đó dùng chết à, tát nhạc à. Trời ơi, cái chị kêu cái gì mà ngon dữ vậy chị? Chị kêu món tủ của ông xã chị. Dạ. Spaghetti nấu với thịt thỏ. Đừng ăn. Sao lại ăn thịt thỏ? Hả? Ôi, anh nói là anh rất là thích thỏ, mà tại sao anh lại ăn thịt thỏ? Bé này bị tăng động thôi. Quên. Không ăn thịt thỏ. Quên. Rồi, không ăn thịt thỏ. Bỏ món này nha em, bỏ món này. Rồi, mình kêu món khác, nha. Phục vụ ơi. Dạ. Hả? Làm cho anh một món khác nha. Anh ơi, tôi nói trước cái nhà hàng của tụi em đóng cửa. Bây giờ làm lại món khác, làm không kịp, ăn không kịp, dọn không kịp. Giờ cho anh 3 ly nước đi. Ok. Để em lấy cho. Cảm ơn em. Bỏ này đi. Em, anh nghe khách hỏi nước suối hả? Dạ. Em định đi vô bếp lấy. Dạ đúng rồi, Ở trong bếp hết nước suối rồi. Còn ở trên kho, trên lầu á. Vậy thì anh... Thôi, hồi nãy giờ cái chân em đau mà anh cứ sai em đi lấy hoài à. Thiệt á. Thôi, nghỉ ngơi đi. Dạ. Để anh lên anh lấy cho. Dạ, cảm ơn anh.
Anh bị gì vậy anh? Chắc là anh bị rối loạn tiền đình rồi em ơi. Để anh lên lấy. Thôi được rồi anh. Để anh lên lấy cho. Anh chuyện này để em lo cho. Cảm ơn em. Chị đừng có ăn cái này nữa nha. Anh có điện thoại, anh có điện thoại. Sếp gọi, sếp gọi. Alo, dạ em nghe sếp ơi. Em không ăn thịt thỏ. Dạ em để còn... chị ăn. Ôi, đừng có ăn thịt thỏ. Anh thích thỏ lắm. Anh thích thỏ? Dạ anh thích thỏ. Nhưng mà chị thích ăn thịt thỏ. Chị, sao em thấy á, kỷ niệm ngày cưới á, mà sao chị ăn mặc gì mà kỳ quá vậy? Anh không thích mấy cái mốt này đâu, hoa hòe lắm, trời nhìn quê chết à. À, hèn gì, em thấy mấy cái mà sự kiện ở công ty á, anh không bao giờ đem chị theo hết trơn. Em, chị là một người phụ nữ của gia đình mà. Chị muốn ở nhà chăm sóc gia đình cho ảnh để anh yên tâm đi làm, em hiểu không? Ai? Vậy đó hả? Vậy mà em cứ tưởng chị không phải người phụ nữ có thể làm ra được tiền, cho nên là phụ nữ ăn bám chứ. Em có thể nói chuyện đàng hoàng mà không nhún nhảy đẩy đưa được không? Chị ngứa mắt lắm. Chị biết sao mà em nhìn chị mà em cứ đông đưa vậy không? Sao em? Tại vì em muốn nhìn kỹ đó chị. Sao mà chị vết chân chim nhiều quá vậy? Em chưa từng thấy người nào mà vết chân chim nhiều như chị luôn á. Trời, phụ nữ là mình phải biết chăm sóc nhan sắc nha chị. Chứ để vậy có một ngày tự nhiên chồng chị bỏ chị. Ôi, buồn quá à, buồn quá à. Cảm ơn cưng nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Cố gắng nha chị. Chị alo, ơi. Dạ rồi sếp. Cái hợp đồng đó em làm liền chị. Cho sếp nha. Dạ rồi. Em làm liền cho sếp mà sếp yên tâm. Chị, em có làm gì em? Sai hả? Ủa, em xin lỗi chị sao nha. Em cái gì vậy em? Quỳnh làm gì em đâu mà đang nói chuyện với Quỳnh mà. Anh đừng. Em không có. Không. Em không có là sao? Tự nhiên sao mà? Thì hồi nãy em nói cái gì sai nên chị làm vậy á. Quỳnh, em nói là cho đàng hoàng nha. Dạ. Em mới là người phải nói là cho đàng hoàng đó. Em không có tạc. Em không tạc tại sao người Quỳnh ước? Không anh. Quỳnh tự tạc. Không, anh chị đừng cãi nhau. Anh là chồng của ai? Sao em nói không tin? Ủa, em ngộ nghĩnh nha. Em là vợ anh, em nói là em phải tin hả? Chứ bây giờ, ai tạt nước vô người Quỳnh? Tự nhiên em tạt vô người em làm gì? Không, anh chị ơi. Nè mày đây hả? Biết cảm giác của tạt nước rồi đó. Cái này mới là tạt nước nè. Nha. Cô làm gì đó? Tôi làm vậy đó. Nè, anh làm cái gì vậy? Hả? Vợ anh ta thông minh mà anh đi bên người ta. Chị tỉnh táo chứ chị. Anh nói đi, Quỳnh là gì của anh? Quỳnh là cái gì của anh? Bây giờ tự nhiên chất vấn ngược rồi tôi. Nghe em nói nè. Nghe em nói nè chị. Tỉnh táo lại cho em. Tỉnh. Nghe em nói nè. Hít vào. Thở ra. Phụ nữ hiện đại bây giờ, mình đánh răng rửa mặt trước. Mình đánh cái son cái đẹp mình đi ra đường. Không đánh ghen. Chợ lắm. Em có đánh tôi. Em đánh cho chị tỉnh. Chị nhìn chị đi. Chị mặc đồ như vậy nè. Tóc tay bù xù vậy nè. Em mình là chồng chị thực sự em cũng không muốn dắt chị ra đường. Sao giờ em yêu thương bản thân của chị? Hả? Còn con tôi đâu có thời gian mà lo cho tôi đâu. Tính chưa? Em nói chị nghe nè. Bây giờ chị mà còn không yêu bản thân chị á, thì ai mà yêu chị? Chị là phụ nữ mà. Chị phải tự chủ cuộc đời chị chứ. Chị hiểu không? Ê, cái chân mày bị vậy là do mày nhiều chuyện người ta đánh đúng không? Muốn không? Tao gọi quản lý ra đây. Xin lỗi mày, tao nghỉ việc tại chỗ luôn. Tao nghỉ liền tại chỗ, tao đổi năm nhà hàng rồi. Nha. Bây giờ tao là khách vô đây nè. Muốn kiếm chuyện với tao không? Hồi đó giờ thằng này chưa có đánh phụ nữ bao giờ nha. Bữa nay là ngoại lệ. Quánh một lần cho biết để bớt cái nhiều chuyện đi. Tao nè, mày sợ. Anh đi làm cái gì đó? Em sợ lắm chị ơi. Nó quất em một cái em què hả chân còn lại. Tự em cơn kiểu như vậy thôi. Ê không nghe chị nha. Nè. Tôi làm gì đâu? Anh định đánh phụ nữ hả? Tao đâu hồi nào. Anh dùng tay anh nhào chớn vô đánh ai? Không có, chị chạy qua thôi, dép té chạy qua thôi. Đó vợ tôi thấy tôi bị quýnh sang bên. Ai là lời anh?
Đừng bao giờ làm vợ mình khóc nữa biết chưa? Thì đau. Phụ nữ đáng được vui vẻ. Ây à. Chị, nãy em nói chuyện sao? Phụ nữ hiện đại đánh răng rửa mặt trước, đánh son cho đẹp, không đánh nhau. Rõ chưa? Rõ. Định làm gì tôi? Làm gì cô? Định làm gì tôi? Làm gì cô? Em ơi. Chị hù. Nè, thằng kia. Hả? Gì? Tính tiền đi. Tiền gì? Tiền phục vụ, tiền ăn, tiền bồi thường nhà hàng. Tính tiền đi. Thêm cái chia tài sản nữa, tính luôn nhanh. Bữa nay không có đem tiền theo. Không đem tiền theo hả? Thì ở lại đây rửa chén. Hey! Chương trình gala nghệ thuật Cười xuyên Việt của đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Hàn thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã trà trộn, xâm nhập vào vùng đất của xác sống. Và bây giờ, trước mặt chúng ta là một bầy xác sống bằng xương, bằng thịt. Tôi chính thức tuyên bố, xác sống hoàn toàn có thiệt. Và chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu những đặc tính của xác sống. Xác sống có những dáng đi rất là kỳ dị. Xác sống còn có những hành động và cử chỉ rất quái lạ. Và một điều vô cùng đặc trưng, đó chính là xác sống không biết nói. Đúng không? Đúng không? Chắc vậy. Chính vì xác sống không biết nói nên xác sống chỉ biết rên rỉ. Thưa quý vị và các bạn, điều đặc biệt vô cùng quan trọng, đừng bao giờ để cho xác sống cắn phải chúng ta. Vì khi mà nó cắn phải, chúng ta sẽ chạy nọc. Một khi đã chạy nọc thì chúng ta sẽ giống như xác sống, chúng ta sẽ trở thành xác sống. Đây đây. Xác sống. Ê, xác sống nhi đồng, xác sống tuổi dậy thì. Con thấy vàng nè. Con thấy Mỹ nè. Hai anh em vàng Mỹ. Chúng ta đã bị bắt kẹt ở đây, trong ngôi nhà quan, xung quanh đầy xác sống. Ta ngủ thiếp đi, ta gặp ác mộng là ta bị tụi nó ăn thịt. Trời ơi, tôi tìm cách đưa tụi con ra khỏi đây đi. Sao mà mình ở vòng vòng ở đây hoài vậy? Chúng ta phải trong ngôi nhà quan này vì ở đây nó an toàn. Ta đã chế ra một cái bài thuốc rất là hiệu nghiệm. Ta rải khắp không gian ở đây, xác sống sẽ không nhận ra được chúng ta. Được rồi, bây giờ các con muốn trốn thoát ở đây đúng dạ. không? Dạ, đúng. Chúng ta phải thừa cơ hội nhắm điểm yếu của xác sống. Điểm yếu của xác sống là gì? Chúng rất là nhạy cảm với âm thanh. Một khi chúng ta mở cái nhạc trong radio này lên, xác sống sẽ bu lại chỗ đó, chúng ta sẽ chạy ở hướng khác. Đúng không? Chú ơi, chú nhà khoa học sao chú hành động nông nổi quá vậy? Ủa là sao con? Tại chú chưa mở nhạc ra mà chú quăng ra đó cũng vậy à. Oh no. Được rồi, ta sẽ ra mở nhạc. Ồ, bấm nút à? Bấm đi chú. Cái nút nào?
cái lúc đỏ, chú thấy lúc đỏ chưa? Cái lúc đỏ đó, cái lúc đỏ, nhanh lên chú, cái lúc đỏ là nút tắt á. Thôi mày dẹp mẹ mày đi. Ta cần ở đây, ta cần bấm cái nút open mà mình làm cái nút off là sao? Cái nút open là cái nút nào? Chú ơi, nút màu xanh đó chú, bấm vô đi chú. Màu xanh rồi. Nút màu xanh là nút bao. Trời ơi, bao. Nhiều khi nhìn lặng lơ mắt nơ, có lúc mắt cứ sao, khi có lúc mắt ngây ngô, khi có ánh mắt xa xăm mơ màng. Bồ câu là bồ câu rất hiền. Con ơi, trong cả đời ta làm khoa học đó, ta mới phát hiện ra một chân lý. Chân lý gì vậy chú? Là cái đám sáng sống này lúc còn sống nó là một cái vũ đoàn đã chết chùm chung với nhau nè. Biết vũ đoàn của ai không? Vũ đoàn của ai chú? Vũ đoàn của chị Thanh Thảo đó. Nhưng mà phải công nhận, chết rồi mà còn rất là yêu nghề, đáng tuyên dương. Hay, hay quá. Hay quá phải không Mỹ? Em con. Ồ, thấy hơi chóng vắng đúng không? Dạ. Trong tiềm thức của ta là ở đây có ba người là ba ngọn nến lung linh nè. Dạ. Còn nó đâu? Con biết chắc bị bắt rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con ơi. Ê, ê, bà đừng có nói với con là bà gia nhập tới giờ cái vũ đoàn này rồi nha. Tôi có bị cắn chưa? Dạ chưa. Ồ, ồ. Con chưa cắn mà con đã tăng động vậy rồi. Con mà bị cắn con là trưởng đoàn luôn đó, con biết không con? Thôi được rồi, hãy nắm tay xuống, chúng ta đi thôi. Nhạc đâu rồi bây? Ở đây vẫn là một cái nơi an toàn và ấm áp con nhỉ? Dạ. Bây giờ cái máy radio nó đã hết pin rồi. Dạ. Cho nên bây giờ ta chỉ cần hát nhạc sống. Là sao chú? Hát live. Về đây bên em, ta nói lại tình xưa. Chuyện tình bao năm qua. Không lại chú ơi, tự nhiên chú hát về đây bên em, chi nó về bên chú kìa. Cái bài nào hát chú, nó đi đi, con nhìn nó cũng sợ quá chú ơi. Ok. Nắm tay nhau thật chặt. Chú nó đi đâu có ra gì. Sao con? Anh hai của con. Ừ, lại cảm thấy trống vắng rồi. Anh con đâu? Anh con bị bắt mất tiêu rồi. Anh con bị bắt là con phải đi cứu anh con chứ. Đi đi con, đi đi. Bây giờ hai anh em nó đã lọt vào kế hoạch của ta. Từ trước tới nay, ta chưa bao giờ chứng kiến một cái vụ mà ăn thịt người một cách trực tiếp. Bây giờ ta sẽ quay lại cảnh tượng này để chứng minh cho thế giới rằng những điều ta nói và ta nghĩ là sự thật. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn tới với chương trình ẩm thực mỗi ngày. Và bây giờ là cuộc ăn thịt của bọn sắc sống và hai bọn trẻ. Ăn thịt chung đi. Ủa là sao? Tại sao tụi nó lại mở cái hội là shop bumbo ở đây vậy ta? Tại sao những con sắc tâm của ta nó không kinh dị và ăn thịt người giống như là ta và mọi người tưởng tượng nhỉ? Tụi con yêu hòa bình. Hả? Ghét chiến tranh. Ồ. Ghét luôn màu xanh. Hả? Ghét màu hồng nữa. Ồ. Và yêu màu u ám. Ồ, có cái gì đặc sắc hơn không các con? Rất yêu trẻ con. Ôi trời ơi, sắc sống mình nó nhân hậu quá bây. Đúng rồi, từ cái lúc mà ta mới vừa tiếp xúc tụi bay là ta nghi rồi. Sắc xong gì mà mở miệng ra bà na na bà na na bà nội tụi bay. Trời ơi, tất cả mọi người sẽ nói ta là một nhà khoa học xàm, đi nghiên cứu những loại sắc xong xàm. Trời ơi, ta không còn thiết sống nữa. Chú ơi. Hả? Hay là chú để tụi con cắn chú đi, xong rồi chú thành xác sống ở đây với tụi con luôn. Tất nhiên bây giờ ta mới nghĩ ra một chân lý.
làm sắc sống như vậy mà vui, khùng khùng, điên điên, hồn nhiên như tụi bay mà thoải mái. Còn hơn là tranh giành, sân si, bon chen như loài người ngoài kia. Ôi, sống thoải mái yêu thương là được. Căng ta đi. Ơ, khoan, mấy chế, từ. Sau khi mọi người coi được cái video này, có nghĩa là ta đã trở thành xác sống, một xác sống vô cùng vui vẻ. Chúc mọi người có một buổi tối hạnh phúc. Ô la la. Hai con, ta xin lỗi hai con vì đã đưa hai con vào cuộc thí nghiệm xàm xí này. Ta xin lỗi nha. Bây giờ thì hai con hãy đưa tư liệu này về cho loài người coi. Coi xong tin hay không thì tùy hỷ. Bây giờ thì hai đứa có thể về. Cứu hộ sẽ tới cứu hai đứa. Đi đi. Rồi, ta chuẩn bị xong rồi. Căng ta đi. WXYZ. Cuối cùng tôi học được bản chữ cái rồi ông Năm ơi. Ông Năm ơi, cuối cùng tôi cũng học được mấy cái số rồi. Trời ơi, một tháng trời học được nhiêu đó thôi đó hen. Trời ơi, tiếng Việt chưa rành học tiếng Anh vậy là giỏi lắm rồi. Nhưng mà nói tóm lại, tụi con tự học tiếng Anh vậy là quá giỏi rồi. Bây giờ, trước khi tới cái giờ mà buôn bán á, thì bây giờ mình chuẩn bị trả bài tự dựng cho ông Năm nghe nha. Dạ. Ông Năm bắt trước nghe. Dạ. 2, 3. Hello là nói xin chào, goodbye, tạm biệt, thanh kiều, cảm ơn, vô. Lân dài sông ngắn thôn cao, nơi đây đê đó hút nào que đâu. Only tiếng gọi em yêu, happy vui quá, sách là buồn hiu. Hey, husband là đức ông chồng. Đánh đi cha bố mâm mi mẹ hiền. Hey. Sunflower trắng rồi là vàng flower rương ơi. Hey, hey. Lâu lê cho bằng flower lúa rương ơi. Hey, hey. Là đôi à đồ ràng. Đó ràng. Là đôi à đồ trời. Flower rồi lại mấy flower. Trời quá. Trời ơi, mình học có mấy câu tiếng Anh đã khó rồi. Nhỏ hát nguyên một bài luôn ha. Trời ơi, nguyên một bài tiếng Anh của nó có được một chữ tiếng Anh là flower luôn á. Ủa thì con tên bông mà, thì con hát chữ flower đủ rồi. Trời ơi, thôi được rồi. Mọi người học hành vậy là quá giỏi rồi. Dạ. Bây giờ mình phải tự học, tự phát triển con người mình lên. Để làm gì? Để giao tiếp với khách thập phương. Cả cái xóm chợ nổi này mình cùng nhau quyết tâm nghe. Quyết tâm. Hello là nói xin chào, goodbye, tạm biệt, cảm ơn, thank you. Chuẩn bị đồ đi bán bà con ơi. Cho tôi nhắn gửi đôi lời nhớ thương. Ai đồ kỷ niệm đây? Ai chăng đây? Ai
bình minh ló dạng, nước đục phù sa, sông dài sông rộng, ghe xuồng thời tấp nập, sông vỗ xô bờ, rằng ai a rao lời mời anh đến mùa, rằng ai a rao lời chờ em ghé thăm. Ai khô ông chậu sớm đi mà. Quý vị chú ý, tàu của chúng ta đã đến chợ nổi. Và xin giới thiệu với quý vị, đây là một khu vực rất nhỏ của chợ nổi. Yo 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 yo. Đi cái chợ trên sông, xem cái chợ trên sông, chợ sông nổ lên, kêu reo rộn ràng, xuồng ghe bé nhỏ, chợ nắng. Tấp nập sông quê mình để xem chờ, họp trên khung sông để đi chờ, chờ trên khung sông. Vâng, quý thưa quý vị, như chúng ta thấy thì xung quanh ở đây không hề có bất kỳ một loại bảng hiệu nào, là bởi vì tất cả những loại sản vật được buôn bán đều được treo ở trên một cái cây ngay giữa, người ta gọi đó là cây LLB nàng bẹo, cây bẹo thưa quý vị. Ô kìa, một anh trai đang bán khô. Ô kìa, một cô gái đang bán quà lưu niệm. Ô kìa, ô, một ông già đang ở vị trí rất nguy hiểm bán trái cây. Trái cây ngon quýt cay mẹ nổi tiếng ngon ngay nhá, ai ăn rồi giờ mai miền Tây. Ngô ghê, gái miền Tây má hay hay, với các cô đời bao thế hệ, phù sa ơi đậm tình hương quê. Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long Trà Vinh, sông quê tôi thấm trong tim đậm tình. Phù sa ơi, ngây ngơ bước chân tôi về không nỡ. Trên miền đất ngọt an lành. Anh ơi, chị ơi, anh ơi, chị ơi. Đi chị ơi. Mua đồ lưu niệm nè chị ơi. Đây, 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 em giới thiệu với anh chị nha. Đây, khăn thổ cẩm nhưng mà dệt rất là đặc biệt, rất là hiện đại. Mấy anh chị cứ xem qua đi nha. Dạ. Trời ơi, trời. Chị nắm 50 ngàn một cái khăn thôi, nắm 10 ngàn một cái khăn thổ cẩm, quá rẻ cho một cái khăn thổ cẩm phải không chị? Chỉ 50 ngàn thôi chị. Dạ. Bye. Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, sáng sớm nóng muốn chết luôn. Bán khăn thổ cẩm quấn để liệm người ta hay chê trời. Trời ơi, cái gì đâu mà sáng sớm 8 giờ sáng mà nó nắng giống như 12 giờ đêm vậy đó. 12 giờ trưa vậy đó trời. Nóng đỡ quá mà. Sáng sớm là mình nên nhậu nhẹt thôi nè. Uống ê, uống uống với con ly không ạ? Ê khách 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 khách. Trời chứ ghe bự dữ bay. Trời ơi. Ê. Ừ. Ê. 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 Khoan. Đừng đừng đừng. Giữ ghe, giữ ghe, giữ ghe, giữ ghe, giữ ghe lại, giữ ghe. Làm gì vậy? Giữ ghe. Chi vậy? Đừng lật. Lật le, lật le. Trời ơi, tụi bay lo gì, tụi bay neo đậu vô giống ghe của ông Nam mà lỡ sợ gì đâu mà lật. Quên. Ok. Oh my god. Con number four. Chứ mày làm gì thế ghê vậy? Gì number four? Thì number four là mày, four là 4, 4 là 4 là mày đó. Trời ơi. Bác hả? Bác phai với lại á, xích là không biết gì hết trơn trời à. Rồi vậy. Rồi cái chân mày mình đang thùi lùi như lò nghe vậy mà nói. Nè, tại tối hôm qua con mày mò con cây ghiên làm sao có chữ hello. Nói này nè, có hello với welcome cho người ta là thấy không? Yeah. Đó. Con lấy cây gì vẽ chân mày của con vẽ lên. Sáng ra không còn cây gì vẽ chân mày nữa. Con lấy lọ nồi nè, con bôi lên. Ê, sao mày không lấy cái lọ nồi mày vẽ ở đây rồi mày lấy cái gì chân mày của mày, mày vẽ lại chân mày mày. Ngu. 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 Ngu dễ sợ luôn. Bởi vậy á, tao nói cho mày nghe. Bởi vì mày vẽ cái mặt này nè khách, vô nhìn mặt mày ai đâu chịu mua. Đúng không? Bởi vậy càng ngày càng ấy, tao nghĩ là cũng nhờ mày hết á. Bây giờ nè,
tụi mình phải nghĩ ra cái gì đó để phát triển lên. Học tiếng Anh thôi không đủ, phải có cái gì nữa thì khách người ta mới tới đây, người ta coi mua. Con nghĩ là mình phải văn nghệ này kia lên, rần người ta đi ngang người ta mới ghé vô. Vậy thôi mày chơi thử coi. Văn nghệ là sớm này là con số 1 nè. Để con kiếm cái bài, suy nghĩ cái bài hát. Trời ơi, Hà Bá nó lôi ông xuống dưới luôn bây giờ á. Hà Bá ơi, đang cắm sào trên bờ kênh ngã bài. Sao gió Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn bạch tu Hà. Trời ơi, ơi. Thôi làm gì mà lấy râu ông này cắm chân mày bà kia vậy? Thôi, con thấy vậy nè, mọi người hát vậy là không có được. Cái hát là nghề của con, bây giờ là người ta phải biết kết hợp giữa cái cũ và cái mới. Để con hát thử cho mọi người nghe nha. Vô. Sao tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen nhau. Sao tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như vừa mới. Cả lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi. Hay quá, hay quá, hay quá. Gặp gỡ sau đây lại là gặp gỡ sau cùng. Dạ thưa, thêm xin một lời tạ từ thôi. Thằng ông nội này tối ngày sáng sỉnh chiều say, hát cái gì đâu mà bậy bạ, hát phải đúng tuồng đúng tích đàng hoàng nghe chưa. Đúng tuồng đúng tích phải không? Rồi để con hát cái này cho quê con hát cho nghe. Hát đi, 2, 3. Người dân quê tôi sống chân đã bao lần dầm mưa giăng thăng đổi lấy chén cơm thơm ngon như đứa mẹ mắt con đời con. Bong 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 bong. Hello, lát bên trước. Nhảy quá. Sao? Hơi mới cân bằng rồi nè. I'm so sorry. Are you okay? Chị Kiều hả? Không. Là người nước ngoài biết nói tiếng Việt. Nói được nhiều tiếng Việt không? Chút thôi. Chút hả? Chị ơi, đây là cái gì? Đây là bún nước lẹo. Không hiểu hả? Bún. Noodle. Nước. Quá trời. Lèo. Noodle quá trời lèo. Đây, sắp, bằng khăn, souvenir, quà lưu niệm. Rai, cái cá khô. Rô, Oh my god, so beautiful. Hello, madam. Mandy, Tô. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, Tô ấy. Mày một Tô. Gì? Mày một Tô. Dạ, em người Việt Nam, em sinh ra ở Huế, em lớn ở Sài Gòn. Mandy, Tô. 10 Tô, 10, 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
bán nhanh. Một tô mì tiên giá 15 ngàn, rẻ lắm. Một tô 15 ngàn à? À, một tô 15 ngàn. Dạ đúng rồi. Em ăn sẵn rồi, em không ăn. Em được. Ăn. Chị ăn sáng rồi thì qua đây, qua đây. Mình đi tới đây rồi mà là mình phải mua quà lưu niệm gì cho con cho cháu nó mừng không? Đây, em giới thiệu với chị. Khăn vệt thổ cẩm, một tay em làm hết đó chị. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chị có 50 ngàn thôi. 50 ngàn? 50 ngàn. Làm cực rồi bạn 50 ngàn thôi. Dạ. Thôi đừng bạn để danh sai đi. Chị, cái đó rẻ lắm, không mua phải không? Đây, khô cá lóc thượng hạng trong đất đàng hoàng. Chị về hết, chị lấy con khô này chị nướng lên, xong chị xé nhỏ, xé nhuyễn cho chị bào xòi. Chị bỏ vô, chị trộn ra món xòi lắc đó chị. Vậy. Xòi lắc khô. Anh cậu bạn sai không? Ê, xòi. Qua đây, bên này bán xòi, qua đây, xòi. Qua đây, chú Năm. Qua đây, chú Năm có bán xòi, xòi ngon lắm. Nguyên sai, một cần xé. Sai chủ bạn phải không? Ừ, xòi. Mấy một chút? 15 ngàn một chút. Mỹ tiên ký à, 1 ký 20 ngàn. Còn thí dụ muốn mua nhiều hơn á thì mua nguyên cần xé đi, 10 ký là 200 ngàn đó. Thôi mua nó đi mà rắn mắt rồi chủ mà, không có mắt đâu, tại dạo này cái nước này nè nọ nè không khí thì xong nó nóng quá, xong nước nhiễm phèn rồi hạn hán chị ơi, hạn hán mất mùa. Thôi, trái cây lên giá. Dạ. Chủ đời có tì xịu nha. Chủ cà khố chủ bao nhiêu 1 ký? Dạ 300 ngàn ký cô. Đừng có thầy cá đồng đàng hoàng luôn. Chú, đừng có thầy tụi con dân du lịch mà chặt chém nha. Không có chặt chém con, tại bây giờ cái gì nó cũng lên giá, hạn hán mất mùa. Bởi vì cái này là lấy giá vốn rồi đó. Rồi thôi chú lại cho con 1 ký. Mua hả? Mua thiệt hả? Rồi để lấy sẵn cho nè. Đây. Nè con đếm lại đi, là 1 ký 10 con này đó. Đầy đủ luôn. Rồi, 300 ngàn. Trời ơi, cảm ơn con nha. Trời ơi. Ê nó mua khô rồi mình phải khuyến mãi. Nghe đơn ca tài tử không con? Đúng rồi. Đơn ca tài tử. Bỏ luôn hả chủ? Rồi, qua đây. Chủ ơi, tất thời mua xoài nha. Ê, con ngồi đây đi. Rồi nhỏ kia nó ca cho con nghe. Dạ. Ca đi chị. Ca con. Dạ. Về phương Nam lắng nghe. Alo. Ma gọi hạt tiếp đi. Dạ. Thổn thức dòng dưới trăng mơ màng, chợt như con cháu bay. Bay đi mô. Em ba đi đâu em đâu biết chị. Ma ơi hẳn biệt ma ơi. Cái gì vậy đang nói? Mía nổi lắm nó liều mía. Ma có tệ nết rồi mà ơi. Cháu có lúc nổi mà là có như cái chù đi thằng vui mà chơi thằng hơi động mà. Trời ơi, sao mày gì mà bất cẩn vậy con? Mà em gọi điện thoại cho em vui quá. Út lấy cái thằng tao cho nó. Rồi, cái điện thoại mày đâu rồi? Ở điện thoại em về nước rồi. Bỏ đi chị gì, bỏ đi con ơi, bỏ đi. Cái điện thoại em thằng hư rồi. Không sao đâu, của đi thay người. Dạ, nhưng mà người em thằng ngứa. Ủa sao mới té dưới cái ngứa rồi? Nửa thằng măng với nước biển đó tê. Thằng ngứa. Đúng rồi, hạn hán quá. Cái nước nó xâm lấn vô đây, giờ nó mặn á. Thì kia dân ta mất mùa lắm chị ơi. Thôi bây giờ ông Năm nghĩ con vậy nè. Con bây giờ con đi kêu ghe về, con về khách sạn con thay đồ thay đạt đi, chứ để đây cảm lạnh rồi ngứa này con chết á. Lấy khăn lau đi chị. Đúng rồi, lấy khăn lau đi con. Lấy khăn lau đi con. Bây giờ thì khăn sẽ có tình tiên không? Thôi cho chị luôn tặng luôn. Khăn lau cho khô á chứ. Nắng là dễ. Đi về đi kêu ghe ơi. Ghe. Cẩn thận nha chị. Về mạnh giỏi nha. Dẫn chị lên. Bước lên đi con. Muốn giới thiệu bạn bè tới đây chơi nha chị. Về đây rồi. Rồi đi đây rồi về đây. Bye bye. See you no gặp lại. See you again. See you nha. Ê mày quên con bạn mày. No, em ở lại chơi. Ở lại đây chơi. Trời đất ơi, thôi lên đây chơi. Lát về phải không? Rồi đi qua đây. Cái gì? 1, 2, 3. Cứng chắc con ơi. Ngồi xuống ăn trái cây. Em bé nhỏ. Ở đây mà em muốn hiểu về miền Tây là em phải uống rượu đế. Trời đất ơi. Ngồi xuống đây nè. Uống với anh ly rượu đế với em. Trời ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cha nổi nè. Không có được. Đừng. Cái này hại. Miếng thôi. Đừng. Con ơi đừng đói.
Chết rồi. Chết nó rồi, Nguyên chết nó rồi. Oh, yeah. Oh my god. Oh very good. Oh ngon quá. Trời ơi, nó biết ngon luôn, trời ơi, uống nữa còn uống nữa. Ôi. Trời đất ơi, vụ nít người ta uống người này nọ. Thôi, mà ngon hả? Trời ơi, không sao. Uống vậy là được rồi, ngon rồi. Thôi, này, bây giờ khó. Uống rượu á, giữa cái sông nước mênh mông này phải nghe thêm đờn ca tài tử nữa chứ. Đúng rồi. Nhỏ này ngồi xuống ca coi. Bây giờ mày ca một bài á, cho du khách ta nghe coi. Đâu rồi? Đây. Dạ cổ Hoài Lan. Dạ cổ Hoài Lan nha. Rồi, ok. Lẹ. Từ là từ phố tư, bao kim chắc phong lên đàn, giàu xa lông trong đình chàng, ngắm mơ thanh mơ màng, em luôn trong đình chàng, ôi gan chàng quặng đau. Mà thấy cưng dữ vậy nè. Trời ơi sao mày hát tiếng Việt hay mà ngọt ngào vậy hả con? Dạ con yêu Việt Nam nên con học tiếng Việt. À yêu Việt Nam học tiếng Việt. Thôi mà vậy nè tao cũng học tiếng Anh nè. Nguyên cái làng này học tiếng Anh luôn mà nói chuyện với người nước ngoài tao muốn học máu luôn con. Đấm tao thiệt. Thôi bây giờ nói nghe, ở đây chơi đi rồi trời ơi thấy cưng á. Ê nói nghe bà con, tôi ước chuyện nhỏ này là con gái tôi thiệt luôn á. Nói nghe, giờ này trời ơi mặt mày vậy tao đóng cái chuồng tao nuôi mày nha. Cưng dễ sợ luôn á. Tí ơi con về rồi Tí ơi. Tí ơi. Thằng Hải. Ê thằng Giang, Giang về. Giang ơi. Giang. Dạ, em nghe nói trên đất liền á nhiều công chuyện lắm mà sao không cứ xuống đây chơi hoài vậy? Dạ thì em cũng nhà của em thì em về thăm nhà có gì đâu chị. Thì chị cũng đâu có nói cái gì đâu. Dạ. Giang xuống nhậu với tao Giang. Trời anh ba, anh bớt nhậu đi, bây giờ nhậu nhiều quá có chừng bị bệnh gan đó. Hồi xưa ở đây mày không biết bệnh gan, giờ lên Sài Gòn biết bệnh gan luôn bay. Ê mà khoan xí. Vậy. Làm như nó nhỏ lắm, nhà nó nấp đông nấp mà nấp ngay người ông Năm. Ủa sao tự nhiên mày nấp vậy? Ủa sao nấp vậy? Adele. Hả? Adele. Cái gì? Nói lại. Adele. Honey. Tụi bay biết nhau. Người yêu con. Oh my god. Trời ơi, sao được vậy, hay vậy? Hả? Ông Năm con nói nè. Bây giờ xây cái chuồng là vừa đó. Con này mày lãng trang mày. Đúng như ông muốn mà. Ủa tại sao? Sao mà vậy? Vậy là sao? Dạ, đợi con chút xíu. Sao trùng hợp vậy? Dạ, đợi con chút xíu. Em á, tự nhiên em về nhà của anh mà tự nhiên cái không có nói cho anh biết tí nào hết trơn vậy? Anh lo muốn chết à? Thôi, em muốn đi khám phá, vui lắm. Rồi bây giờ có đau bụng không? Có ăn cái gì chưa? Em mới ăn. Trời ơi, đừng có lo nữa, cái nồi nước lèo của tôi rồi. Trời ơi, một nồi mới đủ. Một nồi ăn mới đủ đó. Anh ơi. Anh giỡn. Trời ơi, quá. À quên, anh giới thiệu Tía Anh. Tía là cái gì? Tía là mommy. Trời ơi. Vậy? He's my father. Daddy. Oh, daddy, yeah. I know. Làm headphone. Ủa là sao? Em có cái hình của anh với Tía đây nè. Đâu, cái gì? Ủa? Sao hình của Tía con mình ở trên này vậy con? Trên Facebook đó. À. Nhờ mà anh check in cái lần trước về em mò ra được chỗ này nè. Trời ơi, cưng. Mà nãy giờ em với Tía với mọi người ngồi nhậu hết rồi. Nhậu luôn. Nhậu. Nhỏ này uống giỏi lắm. Dạ. Em cảm ơn anh ba. Rồi. Bé Bông. Dạ. Không. Bây giờ con tên Flower rồi chứ. Ok, Flower. Rồi, ok, Flower. Rồi, nghe nè. Dẫn Adele lên bờ á, rồi thêm tham quan giùm anh nha. Dạ ok. Chị Adele, đi lên em xây chuồng cho chị. Trời ơi có phúc quá ông ba ơi. Về thăm hang. Về thăm. Con chuẩn bị xong hết rồi. Vậy đi lên bờ ở với con nha. Dậm cái gì? Vẫn lãng giang, dần. Để con tơ mày bán cho nó trên tô bún đi. Trời ơi, bán là bán cái ghe này nè Tía. Bán.
già lãng giang này. Rung quá đàn nó loạn nhịp. Ủa Tía, rồi tự nhiên sao Tía treo trái cây lên cái bèo này chi vậy? Sao Tía không treo lá dừa lên? Tía không treo lá dừa lên rồi ai biết là mình bán ghe? Thì bây giờ ông không có bán ghe nữa mới treo trái cây lên. Chừng nào mà ông bán ghe này thì ông treo cái lá dừa lên. Bây giờ ông tháo cái lá dừa xuống nghĩa là ông không còn bán ghe nữa. Ông treo trái cây nghĩa là bây giờ ông bán trái cây. Ôi! Em này. Anh này. Em này. Thôi. Hai cái người này. Thôi thôi ông ơi, đừng nói những lời giả quá. Thôi đủ rồi. Lao lao. Ai da, ai da. Mẹ già. Hoài. Bộ Tía bây giờ Tía không thấy cái gì hết hả Tía? Tía không thấy cái gì hả Tía? Cái dòng sông này nè càng ngày càng mặn, khí hậu thì càng ngày càng nóng lên nữa. Tía ơi, Tía mà ở đây hoài riết Tía bị bệnh hồi nào Tía không hay đó Tía. Mà con ở trên bờ thì làm sao có thể chăm sóc Tía được. Trời ơi, anh Giang ơi, em nói nghe nè. Làm gì đó giờ không sống ở dưới đây vậy? Mà ở đây biết bao nhiêu người rồi, chắc người ta chết hết rồi quá à. Đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ khác, hồi xưa khác. Bây giờ á, mọi người không có lo cho mọi người thì mọi người cũng phải lo cho con cháu mọi người chứ. Không lẽ mọi người muốn con cháu mọi người là sống lên đơn sống trôi nổi không khổ cực gì hoài sao? Khổ đâu mà khổ. Có khổ thiệt nhưng mà vui. Vui, trời ơi vui lắm thiệt. Sáng nào ha, tụi tôi ha cũng bu lại cái thuyền của ông Năm nè. Neo thuyền vô đó đó. Rồi nguyên cái xuồng bự á nó băng qua cái đâu có thuyền nào bị lật đâu. Đúng rồi. Ai ở đây đâu ai nói khổ gì đâu. Cộng lại tiếng Anh nữa. Ở đây thương tình tương ái. Nhưng mà Tía em già rồi. Mọi người hiểu cho Tía của em đi. Trời ơi, cũng may. Cũng may ông Năm vừa kịp luôn. Trời ơi. Trời ơi, cái ghe khốn nạn. Mày đi luôn đi mày, đừng quay trở lại ra nữa. Ê, nói nghe là vui quá, nước lèo giờ hoài với nước sông luôn rồi. Lâu lâu có hình chậm thì vui ha. À, vui ừ. Ê, trời ơi, mấy anh cô. Mấy anh cô nó rớt xuống dưới nó rã đông rồi. Bây giờ nó bơi vòng vòng như phóng sinh luôn. Làm phước vậy đi. Ông dòm nè. Giải giống nó ướt hết trơn rồi nè. Về phơi mai bán rồi. Ê Tư, phong dính mỡ heo bạn không nè Tư. Ê, dọn đi chiều rồi. Dọn. Mình dọn dẹp rồi ngày mai mình đi bán tiếp. Vàng ơi. Cả cuộc đời của Tía sống lên đên trên cái dòng sông này. Cái tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời Tía là giúp đỡ cho mọi người phát triển cái chỗ này lên, giữ gìn cái xóm chợ nổi này. Bây giờ con kêu Tía đi lên đất liền ở, giống như là mày lấy con cá mà mày thảy lên trên bờ vậy. Anh ơi,
Em thấy là tía ở đây tía vui lắm. Anh phải hiểu cho tía chứ. Có nhiều du khách ghé qua đây hỏi tôi á, sao cứ sống lênh đênh vậy hoài, khổ không? Khổ chứ, cực chứ. Nhưng mà không có mấy cái kiếp sống lênh đênh như vậy thì làm sao có cái chợ nổi mà người ta tham quan chứ. Tôi sinh ra và lớn lên ở trên cái sông nước này. Ông bà tổ tiên tôi cũng ở trên sông nước này. Trách nhiệm của tôi là phải gìn giữ nó. Từ khi con đẻ ra là con đã nghe rau rồi, rau hò, thanh lý. Giờ mà con không nghe nữa chắc con không sống nổi. Ở đây lạ lắm, có thể mở rộng vòng tay ra rồi đón hết tất cả mọi người. Cho dù người ta có ở đâu đi chăng nữa thì nơi này cũng coi người ta như người nhà vậy đó. Tôi cũng vậy á. Tôi ở lại ở đây là gì vậy? Tôi thích. Đúng rồi, tôi cũng thích nữa. Em tự lãng giang nhất rồi. I like it. Bấm lại. Tí ơi, con xin lỗi tí. Nghe thì để tao thử coi mày có sợ không. Ê! Trời ơi, chỉ là ba con dao thôi mà, giặt đến nhà đàn bà cũng đánh. Này hỡi chị em, trong bóng chiều nay sâu trong lòng mẹ. Đủ chưa? Hát đủ chưa? Mày hèn hạ vậy, mày không cứu tao mày. Mày gì vẫn mặt hả? Đứng lên. Dạ. Tiền tao đâu? Em không có tiền. Mày làm nghề gì mà không có tiền? Cái nghề của em nói không được mà phải hát. Hát đi. Dạ. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Rồi. Cái gì mà có bài một hát từ bản triển vọng qua bản tài năng vậy cha? Dốt nát. Mới nghe có khúc đầu chưa nghe khúc sau mà lãnh lãnh cái miệng à. Hát tiếp đi. Quê hương Đồng Nai chào đón một người con rất hài. Diễn hài. Diễn hài không vui nên về đây đầm bóp giặt hơn. Thì ra ba đứa bay đấm bóp giác hơi. Đúng, đấm bóp giác hơi chú em có rất nhiều tiện lợi. Và bây giờ xin anh để tham khảo cái menu của đấm bóp giác hơi tụi em. Vip 1 làm nhột lắm nha. Vip 2 lai rai tới sáng. Vip 3 la la tới tối. Vip 4 bị thốn lắm nha. Vip 5 tao đâm mày à. Đừng có đâm em. Em không có tiền. Vậy bây giờ mày làm hay mày nói? Dạ bây giờ không có tiền nha, em sẽ đấm bóp giác hơi để thay cái tiền đó được không? Được, được. Làm đi. Này hỏi chị em, vô làm nào. Bộ ba tam hợp, bắt đầu. Trèo lên, lên, trèo lên, trèo lên, lên, trèo lên, trèo lên. Vừa vào làng chưa thu được tiền, đấm bóp vết hơi một chút thôi thì đã dính bầu rồi. Em ơi đừng khóc nữa, anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Hãy mạnh mẽ lên anh đó nha, anh hư lắm. Đừng có nhõng nhẽo nữa mà cô gái bé nhỏ của anh. Anh ơi, nếu tụi mình sinh một đứa thì đặt tên gì anh? Anh đặt là tên Quân. Cái gì Quân? Quán Quân. Vậy nếu sinh đôi thì sao hả anh? Dư sức Quán Quân. Vậy còn sinh ba? Mày heo mà đẻ dữ vậy? Mới massage mà đòi đẻ ba rồi hà? Thôi đi, thôi đi. Mấy người mới thôi đó. Ba đứa bay đó. Sao? Gì mà mới massage cho người ta một chút thôi làm người ta có bầu là sao? Hả? Có bầu là sao? Trời ơi, cái bầu này cái bầu ozone ba ơi. Bầu ơi, thương lấy đi cùng chứ rằng hát giống như chung một vàng. Dạ đúng rồi, chứ không phải là cái bầu này. Ba đứa bay nữa nha. Làm tao thích à. Bây giờ làm sao? Dù tao thích tao vẫn thu tiền, đưa tiền bảo kê đây. Em không có tiền. Chứ ai mới có? Gia quyến em có. Ai? Mượn 0903333333 ơi. Ơi, chưa nghe luôn đó trời. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cánh hoa cho con cài lên mộc. Ba mẹ thôi, ba ơi, con là người mà bác sinh gan nè, giúp ba công dương con mà bác thương nó.
vậy? Tại vì ta đang nựng con ta mà chui vô mà chính giành vị trí của nó hả? Đồ khùng. Con ai ăn hiếp con vậy? Nó ăn hiếp con hả? Ờ. Ê mày có biết gia đình ta là gia đình giang hồ không? Cái gì? Giang hồ khu vực này. Ông nói mày là giang hồ. Đúng. Tôi không tin. Mày không tin à? Nè, giang hồ là phải có xăm, đúng không? Xăm gì? Xăm. Bà xã. Có nương tử. Hả? Cái gì? Nương tử hả? Ồ, ồ, ok nương tử. Qua đưa xăm cho nó coi. Mày muốn xăm à? Xăm gì? Xăm mía lao nằm nhọc trời uống không? Bà tào lao như cái chai xăm bí đao vậy đó. Bà đi vô mà tôi đi. Tôi quải con nương tử này ghê luôn á. Bà tránh ra chỗ khác đi. Xăm lĩ nó là xăm mình đó. Xăm mình ở đâu? Đây, nhìn cho kỹ vô. Xăm hơi nhỏ chữ nha. Thấy không? Cái tay chứ mà cái iPhone. Đồ khùng phải đưa con mắt xác cho coi. Anh xăm gì ạ? Xăm cái chữ tạ. Tạ chữ tạ. Ừ, ta này xăm tạ vậy chắc chắn ta này sẽ xăm chữ thủy. Thủy tạ. Thủy tạ ông nội mới thủy tạ. Tự mắc mớ xăm thủy tạ. Vô di vô cùng. Xăm tạ gì vậy? Xăm là có lý do của nó, đừng có hỏi nhiều quá. Con. Bà. Nó ăn hiếp con sao vậy con? Trời ơi, bà đi. Anh bảo đi đi. Anh bảo đi đi. Mày, mày mới gặp con ta tự nhiên mày bảo nó bên đi. Ôi, 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 ôi. Không, không phải à? Cái gì? Ê, nó bảo bên đê, con nó hiếp, nó bảo bên đê. Hiếp bên đê. Ê, 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 mày bảo nó bên đê rồi mày đòi hiếp nó luôn. Sao? Không phải luôn. Sao? Vô đây bảo kê rồi cái ăn hiếp con. Sao cái giọng con kỳ vậy? Con vọng vẻo á. Con vọng vẻo á? Ôi, tục tưng của ba tục. Thôi, nựng cái gì mà nhức quá vậy? À, ba lỡ tay, ba lỡ tay. Dạ. Ôi, ba xin lỗi con nha. Đừng có giận ba nha con nha. Nè, tôi nói cho anh biết hay chưa? Con tôi nó rất là mong manh dễ vỡ. Ăn hiếp nó một cái lỡ nó khóc 3 ngày 3 đêm. Anh nhắm, anh có nuôi nổi nó không? Cái ba, gì? Con khóc nè. Con đừng có khóc. Cái mặt nó sáng ngời liền. Cái gia đình này nó phi lý quá à. Phi lý gì? Ê, làm gì có vụ con nít mà chỉ tạ. Con nít nhà tôi nó vậy đó, hỏi chi? À, tôi không tin luôn á. Không tin phải không? Tôi làm cho tin. Có thể cho ba mượn cục tạ được không con? Ừ, cảm ơn con nha. Lục lại chắc lên. Cái lên. Hey. Cái mặt nó sáng ngời liền luôn. Ê, có bộ trò chơi hợp lý quá, cho tôi chơi với được không? Trò chơi hả? Ờ. Rồi qua chơi với con. Bạn á bạn. Ê, cho mình chơi chung nha. Cho nè. Cảm ơn bạn. Hey. Mất dạy. Dạ. Đồ chơi con ta mắc gì mà dục. Con khóc con. Chạy ra lắm. Chạy ra. Chạy ra lắm. Chạy ra. Chú ơi, chị ăn chai lấy luôn rồi. Chết cha còn chị ăn chai lấy luôn. Rồi bây giờ. Rồi. Rồi. Đó là lý do tại sao tay tôi xăm chữ tạ. Wow. Wow. Tao có lý do xăm chữ tạ thôi. Bây giờ tạ gì cũng được, tôi không giỡn mặt với gia đình mấy người nữa. Bây giờ có tiền đưa ra đây, còn không thì đừng có. Có không thì coi chừng tôi. Coi chừng anh nè, coi chừng mà nó cũng không được nữa à. Lâu lâu phải dắt chứ. Được, được, giang hồ kiểu này được. Đưa điện thoại cho bà. Tôi gọi một cái nó hết hồn, gia quyến tôi ra xử hơi bị dữ đó. 0903333 má à. À. Chưa nghe luôn. Tuổi thọ tỷ Nam Sơn, sống hơn muôn loài thú. Chúc mừng nha, mãi mãi cương cường, mãi mãi phồn vinh. Hurra, hurra, hurra. Hurra bà nội tôi bay. Hả? Tao nằm dưới đen như chó già, không có cái nào đỡ tao lên đó đó. Hurra, hurra. Gì đâu mà, mãi mãi phồn vinh. Tôi bay mãi mãi thần kinh thì có. Dù vậy tao cũng mấy tuổi, nó quăng tao như con không đẻ gì à. Nè, 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 nè.
tôi nói cho hai người biết nha, tôi đến đây là để thu tiền bảo kê. Ê mày ngu, mày tự tán mày mày thích tự xử gì đó. Ủa mà tại sao vậy? Tại sao lại tán tôi? Mày mất dạy, mày nói chuyện với người lớn mà mày không dạ thưa lễ phép gì hết à? À dạ, con thưa ông, con thưa bà. Hên quá, không ai tát luôn. Ủa mặt mới gì mà tự nhiên tán nữa? Mày mất nhận thức về giới tính, mày nghĩ sao mày kêu tao bằng bà? Nghĩ sao kêu tao bằng ông? Ê, dạ. Dạ, con thưa bà, con thưa ông, con đến đây để thu tiền bảo kê. À, giờ tao không có tiền mặt, tao có cái tiền án, mày lấy không? Tiền án là tiền gì? Cái tiền án tao đi ăn cắp được cái hũ vàng Ai Cập nó quý dữ lắm. Wow, vậy là lời đồn có thật. Trong cái làng này có vàng vàng. Bà ơi, ông ơi, quên. Vậy, vậy mày nói bà nó tao tán, mày sắp mặt nữa nha. Hai ông bà là còn rối loạn giới tính luôn. Bây giờ ông bà có tiền đưa con, có vàng đưa cũng được. Được, bây giờ có hũ vàng thì tao đưa cho mày cũng được thôi. Nhưng mà mày phải xứng đáng mới được, hiểu không? Những ai xứng đáng có hũ vàng đó là những người đó phải tài năng. Bây giờ mày chứng minh coi mày có tài năng hay không. Mày thuyết phục tao tin mày đi, mày mới xứng đáng trong bảng tài năng. Còn nếu như mày không thuyết phục được thì ban tổ chức sắp lộn bảng. Lộn bảng, lộn bảng, lộn bảng. Ê, muốn tôi thể hiện tài năng thôi chứ gì. Bây giờ mời mọi người lùi vô một bước. Được, kính thưa bà con cô bác, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dịch vụ bảo kê chọn gói. Gói đầu tiên chúng ta sẽ đến với làm giang hồ thì phải giặt, giặt đồ. Ê tào lao, làm giang hồ mất mớ gì phải giặt đồ mày? Bởi vì thiếu hiểu biết, bởi vì tụi con là dân bụi đời. Mỗi lần tụi con bước ra đời là tụi con gặp bụi. Bụi cây, bụi tre, bụi trúc, bụi cỏ, bụi phấn bay bay trên tóc thầy. Khi thầy biết bài những công vui hát không hay vô vấn đề đi má. Từ từ. Vậy bởi chính từ đó tụi con rất sợ dơ. Tụi con thấy dơ tụi con sẽ giặt. Từ đó ra gói dịch vụ làm giang hồ thì phải biết phải giặt, giặt đồ. Muốn làm giang hồ thì phải giặt đồ. Sao giặt cho hết? Thì mày đòi đồ thì đưa cho mày đòi. Tụi bay ác vừa vừa tao nghĩ sao đem đóng đồ cái làng cho ba đứa đó giặt. Nó giặt sao hết? Nè con quần xà lõn giặt giùm ông luôn con. Tôi nói ông nghe là ông ác nhất ở làng này đó ông. Nhưng mọi người yên tâm đi, với đóng đồ này chúng ta không giặt hết. Nhưng không sao, từ đóng đồ này chúng ta sẽ liên kết vào gói thứ hai. Gói thứ hai được mang tên làm giang hồ thì phải biết mai đồ. Sao mai đồ liên quan gì tới giang hồ? Lại thiếu hiểu biết. Chúng ta tại sao chúng ta làm giang hồ, chúng ta phải mai đồ, mai giá, mai kim, mai máy, mai nay mốt nọ em đi lấy. Thôi, vô đi mà đợi. Từ từ, bây giờ chúng ta sẽ mai đồ. Cái này mà còn chần chừ nữa, hãy lập bàn máy mai đi nào. Dạ. Yeah, kính thưa quý vị, đây chính là chiếc quần độ mông hiệu bàn chông được mai bằng chỉ bê tông. Wow, cái quần này có công dụng gì đây? Cái quần này rất nhiều công dụng, hãy xem đây. Bây giờ ta sẽ là tướng cướp. Đi giật đồ. Hey, bà con đã chạy nào, giật đồ của tao đi. Xe xe đụng đi tàu tàu chìm. Ở nhà nhà cháy, mày có vợ vợ mày ngoại tình, mày có chồng chồng mà đi ra chơi. Giật chiếc dép. Hey, ăn cướp đứng lại. Tao có một con dao, mày có một cái quân. À, gãi con dao, cái gì mà hay quá vậy? Quân độn mông, hiệu bàn chông, đúc bằng bê tông. Quân độn mông, hiệu bàn chông, đúc bằng bê tông. Không lo lũng mông, quân độn mông, hiệu bàn chông, đúc bằng bê tông. Không lo lũng mông. Ngoài cái này còn cái gì nữa không? Còn chứ, chúng ta sẽ đến gói thứ ba là làm giang hồ thì phải biết đan tre mày lát. Tào lao làm giang hồ mắc mớ rồi tới đan tre mày lát. Được rồi, bây giờ mọi người muốn biết công dụng của nó như thế nào thì bây giờ trong làng này phải có một người chết thử đi. Cái làng này từ xưa giờ chưa ai chết hết. Làng là làng Trường Thọ. Thì bây giờ mới kêu chết thử đi, thử một lần biết vui lắm. Bây giờ ai đồng ý thử bước lên một bước.
tôi lui không có được nè. Ông à, ông hãy bình tĩnh đi. Con sẽ xem ông như là người thử đầu tiên. Tại đó con. Hồ ly, thuốc mê. Trời ơi, thuốc mê chứ sao chụp thuốc mê tôi. Thuốc mê của bệnh viện tôi còn chưa xỉu. Nhưng vậy sao thuốc mê tôi bay tao. Trời ơi. Trời ơi. Chết rồi. Và từ đó cái ghế này đã thuộc về tôi. Nội tôi chết rồi, đừng có chơi bập bên nữa. Trời ơi, nội tôi cong quéo như vậy rồi, cái tráp nào vừa bả. Đừng lo, chính vì vậy thì đang tre mai lát mới có chỗ sử dụng chứ. Trời ơi, như vậy chừng nào nội mới hết thuốc mê thì nội sống vậy đây. Theo truyền thuyết kể rằng, có một hòn đá hấp thụ tinh hoa của trời đất, trải qua ngàn năm, hòn đá nổ ra một con khỉ, đó được gọi là Tôn Ngộ Không. Sao tôi thể hiện tài năng nãy giờ mọi người không chịu công nhận, mà mọi người nói tôi là á quân hoài vậy? Tại điều đó xứng đáng với con. Từ trước tới bây giờ nha, tao chưa thấy giang hồ nào mà tài năng tào lao như ba đứa bay hết trơn á. Tài năng gì mà cứ như nữ canh gia chánh gì, nữ chào công gia chánh. Thấy không? Tao mới chết bất tử, tao tỉnh dậy tao bị loạn não mà biết không? Đó, với lại á, ở đây không cần bảo kê bảo kiếp gì hết trơn á, trời á. Đi. Ừ mà quên, nhờ ba đứa bay cho tao thấy con của tao á. Nó có hiếu nè, tao thấy nó chết, tao chết cái nó buồn, nó khóc nè, phải không con? Con không có khóc gì mà. Sao vậy? Con tiếc cái ghế. Tối ngày nó me cái ghe vàng tao biết à. Nè, đủ rồi nha. Nãy giờ tôi giỡn chơi mọi người thôi. Mọi người làm lì đúng không? Vậy thì tôi không nể tình ở đâu. Lên đi. Đây, không nể tình rồi làm gì tụi tôi. Ê, đừng có xem thường cái làng quờ quờ của tụi tôi nghe không. Mấy đứa, vào vị trí. Áo quần võ môn trận. Tam tay hùng trận. Con đành phải cái tam tay này hay không? Con đã cúng sao rồi, nội yên tâm. Được, sáp lá cà. Vô. Là bài học dành cho ba đứa. Mấy đứa còn non dữ lắm, đẩy tao qua bên kia. Ha, đây, tôi nói cho mấy người biết. Từ nãy mấy người nói là tôi biết á, đại ca của mấy người là Dương Cường rồi ha. Dương Cường từng ở cái làng này. Những cái nghề mà nó dạy cho ba đứa là những hoạt động và cái nghề của cái làng này. Ha, tôi nghĩ là các cậu nên gác kiếm đi. Giang hồ nguy hiểm dữ lắm. Còn đây, đây là tiền. Mà cái tiền này á, không phải là tiền bảo kê nha. Cái tiền này là tiền chữa vết thương cho ba cậu á. Đem về mà điều trị đi. Nên nhớ, hoàn lương là tốt nhất nghe không. Còn tất cả người dân ở làng quơ quơ. Dạ. Giải tán mưu sinh. Anh Thắng, anh sao rồi? Em sẽ trả thù giùm anh. Và anh, đứng lại. Họ đánh mình là đúng mà. Đúng, đúng chỗ nào? Họ đánh để cho tụi mình tỉnh ra. Anh Thắng nói đúng rồi đó. Mày không thấy hả? Người ta đánh mình có bị gì đâu. Đây người ta còn cho tiền mình chữa trị nữa kìa. Không phải người tốt chứ lại gì. Hai đứa à, anh đã hiểu ra rồi. Ở trong làng này họ rất là giàu. Họ có tiền bạc gì đâu mà giàu. Nhưng họ giàu tình cảm, giàu nghĩa khí. Đi, anh em chúng ta cùng vào làng, xin họ cho chúng ta được ở lại đây. Đi, đi. Nhóm Michael, vô càng quét tụi nó hết cho tao. Hả? Nhớ.
đây? Thôi. Cái gì? Mày vừa nói gì? Mày vô đây mày cướp cái đàn này à? Mày đến giờ này là muộn rồi. Vậy chúng tôi đi mấy giờ mới gọi là đúng giờ? 21 giờ truyền hình trực tiếp. Tao thích đi trễ được không? Mày đi trễ sẽ không có chỗ ngồi đẹp để coi. Một khi tôi đã đứng trên đất sân khấu này thì tao không cần thiết phải ngồi ở dưới làm gì hết trơn hết trọi gì cả. Mày giỡn mặt với tao à? Mày nghe mày nói bảnh lắm phải không? Mày bảnh lắm đúng không? Bảnh là tên ở nhà. Tên của tao là Phước Đầu Khó. Thì ra nó tên là Phước, Phước Đầu Chó. Cái gì vậy mày bây giờ? Sao mày ám chỉ tao với con động vật bốn chân đó? Tao bị xuyễn. Xuyễn thuốc. Áo. Thuốc. Thôi nãy đi. Chờ tụi mày đem tới tao tắt thở luôn rồi. Tao tỉnh rồi mày. Bây giờ mày muốn cái gì? Mày làm mất thời gian của tao nhiều rồi đó. Mày mới làm mất thời gian của tao đó. Tao nghe nói cái làng quờ quờ này rất là giàu có. Tao muốn vô đây cướp. Mày muốn cướp à? Mày muốn cướp thì bước qua xác của tao. Còn tụi tao nữa. Hai đứa đi vô trong đó bảo vệ dân làng. Không được Thắng ơi. Thắng. Đi đi. Không có được mà. Đi đi, đi. Dạ. Muốn bước qua xác của mày. Phải. Được. Chơi đó. Xác của mày hả? Dễ lắm. Tụi bay vô càng quét hết cái làng quờ quờ này cho tao. Dừng tay chân miệng lại. Lão Phật gia liễu tới. Thắng. Tụi bay quá xem thường cái làng quờ quờ của ta. Cái làng này nghèo được cái trời ban ăn cướp vô hơi nhiều ha. Được, hãy xem đây. Vệ sinh lớp hợp bích. Ôi, đồ kì. Thôi đồ lên mặt. Đánh bom liều chết, mất nết bất ngờ. Tao biết rồi, tao biết cái gia đình này. Tụi bay biết gia đình không? Đây là gia đình phép thuật. Cái đó phim truyền hình mà. Lộp. Tao biết rồi. Đây là gia đình quơ quơ. Quy ẩn nào giờ gặp lại bất ngờ. Ủa vậy đây là bãi biển Cần Giờ à, thư giữ không? Được, anh em tụi bay rút. Bay rút lẹo. Mày đi chơi. Ủa? Yeah. Ông mọi người ơi, vậy tất cả mọi người ở đây là ai? Mà tại sao cái nhóm Michael nó sợ mọi người vậy? Thật ra ngày xưa tụi ta cũng là giang hồ thứ thiệt. Nhưng mà bây giờ ẩn danh lui về cái làng quờ quờ này sinh sống, hoàng lương làm ăn đó con. Đúng, quờ quờ có nghĩa là quán quân. Ví dụ như bà nội của ta đã đạt được cái cuộc thi mà trong võ lâm cũng đạt giải quán quân. Ông nội của ta cũng thi một cuộc thi kia cũng đạt giải quán quân. Còn ta cũng thi một cuộc thi nọ nọ cũng được giải quán quân. Ồ, thì ra làng quờ quờ ở đây là làng quán quân à? Được. Vậy con bước vào làng này, con sẽ trở thành quán quân. Không con, á quân chẳng ở được con à. Ai vậy? Mày à, mày đừng có nhìn tao. Mày nhìn tao mày có hôn đó. Mày đi. Nhưng mà hãy yên tâm đi, trong cái làng quờ quờ này sẽ xây một cái am nho nhỏ được mang tên là A quờ cho hai người ở chung. Ơi, nhục chưa? Ta nói cho con biết, tụi ta chấp nhận cho con ở đây. Tuy là con không phải là thành viên chính thức của làng quờ quờ, nhưng ít ra trong mắt những người khác, con cũng đã quờ quờ trong lòng của họ rồi. Con cảm ơn tất cả mọi người. Vậy thì con hứa mọi người, kể từ ngày hôm nay con sẽ rửa tay gác kim, thoát kiếp giang hồ. Được lắm.